Mới đây trên trang cá nhân, Mai Ngô đã có bài đăng gây chú ý khi nhắc đến phần thuyết trình thảm họa ở tập 7 The New Mentor. Cụ thể, học trò Thanh Hằng chia sẻ loạt ảnh bật khóc trong phòng chờ, đính kèm là dòng trạng thái dài. Những gì Mai phải nói có lẽ Mai đã chút hết nỗi lòng của mình trong tập vừa qua. Nói xong thì nhẹ nhõm rồi, nhưng hạnh phúc nhất là nhận lại được nhiều tình thương, sự đồng cảm của tất cả mọi người. Đó là điều Mai sẽ luôn yêu quý. Mai Ngô cho biết sau cú ngã ở thử thách vừa rồi, cô được dịp nhìn lại bản thân suy nghĩ thấu đáo hơn và không nên cố gồng sức để trở thành gánh nặng của team thông qua sự cố lần này mai cũng muốn gửi đôi lời đến những người cũng giống như mai luôn mang cho mình nhiều sức nặng của sự kỳ vọng và phải gồng gánh điều đó rằng là hãy một lần đặt nó xuống hãy mở lòng với những người mà ta yêu thương để biết rằng họ cũng yêu thương và muốn che chở cho ta giống như ta đối với họ vậy mai ngô thẳng thắn cho rằng bản thân đã quá ôm đồm và rút được bài học cho mình ở những thử thách tiếp theo Xuyên suốt chặng hành trình The Mentor, Mai Ngô luôn là thí sinh thể hiện xuất sắc và được nhiều người dự đoán sẽ cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vị quán quân. Tuy nhiên đến tập 7 mới đây, chiến binh của team Thanh Hằng lần đầu gây thất bại trong thử thách quyết định. Theo đó thì Mai Ngô đã vô cùng lúng túng khi thuyết trình về ảnh bìa của đội. Những lần Mai Ngô xịt keo dừng lại để lấy bình tĩnh khiến người xem phải bất ngờ vì nó quá khác với sự bản lĩnh của cô trước đó. Phần thi cũng trở thành thảm họa đối với Mai Ngô ngay từ đầu chương trình tới nay trong phòng chờ khi thanh hằng hỏi về nguyên nhân phong độ không ổn định mai ngô bật khóc tiết lộ bản thân không đạt được trạng thái sức khỏe ổn định trước khi thử thách diễn ra nhưng vì sự tin tưởng của thanh hằng và bản tính ôm đồm nhiều thứ khiến mai ngô không thể từ chối trách nhiệm làm new mentor chia sẻ của mai ngô khiến thanh hằng và các thành viên còn lại không khỏi xúc động kim phương và thường vân cũng nhận ra trách nhiệm của kết quả chung cuộc cả hai cho rằng lỗi không chỉ nằm ở mai ngô mà là sự trốn tránh và e rẻ của bản thân trong thử thách lần này sự vấp ngã của Mai Ngô ở tập 7 The Mentor khiến cho nhiều người bất ngờ và lý do chính là cô không có sức khỏe ổn định trước khi thử thách diễn ra.